Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện, do duyên cớ gì mà nói là sắc vân vân, nhập bất nhị, pháp số không dối? Thiện Hiện đáp, Xá Lợi Tử, sắc chẳng khác vô sanh diệt, vô sanh diệt chẳng khác sắc, sắc tức là vô sanh diệt tức là sắc. Thọ tưởng hành thức chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thọ tưởng hành thức, thọ tưởng hành thức tức là vô sanh diệt tức là thọ tưởng hành thức. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc nhập bất nhị, pháp số không dối. Thọ tưởng hành thức nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, nhãn xứ chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác nhãn xứ tức là vô sanh diệt tức là nhãn xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ tức là vô sanh diệt tức là nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhãn xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, sắc xứ chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác sắc xứ tức là vô sanh diệt tức là sắc xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thanh hương vị xúc pháp xứ. Thanh hương vị xúc pháp xứ tức là vô sanh diệt tức là thanh hương vị xúc pháp xứ. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là sắc xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Thanh hương vị xúc pháp xứ nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, nhãn giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác nhãn giới tức là vô sanh diệt tức là nhãn giới. Sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt tức là sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, cho duyên cớ này nên tôi nói là nhãn giới nhập bất nhị, pháp số không dối. Sắc giới cho đến các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, nhĩ giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác nhĩ giới tức là vô sanh diệt tức là nhĩ giới. Thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt tức là thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là nhĩ giới nhập bất nhị, pháp số không dối. Thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, tĩ giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tĩ giới tức là vô sanh diệt tức là tĩ giới. Hương giới, tĩ thức giới và tĩ xúc cùng các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt tức là hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tĩ giới nhập bất nhị, pháp số không dối. Hương giới cho đến các thọ do tĩ xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, thiệt giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thiệt giới tức là vô sanh diệt tức là thiệt giới. Vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt tức là vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là thiệt giới nhập bất nhị, pháp số không dối. Vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị, pháp số không dối. Xá Lợi Tử, thân giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thân giới tức là vô sanh diệt tức là thân giới. Xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra. Xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt Vô sanh diệt tức là xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra, xá lợi tử do duyên cớ này. Nên tôi nói là thân giới nhập bất nhị pháp số không dối, xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị pháp số không dối, xá lợi tử ý giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác ý giới tức là vô sanh diệt tức là ý giới. Pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra tức là vô sanh diệt tức là pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là ý giới nhập bất nhị pháp số không dối, pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử địa giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác địa giới tức là vô sanh diệt tức là địa giới. Thủy hỏa phong không thức giới chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thủy hỏa phong không thức giới. Thủy hỏa phong không thức giới tức là vô sanh diệt tức là thủy hỏa phong không thức giới. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là địa giới nhập bất nhị pháp số không dối, thủy hỏa phong không thức giới nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử thánh đế khổ chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thánh đế khổ tức là vô sanh diệt tức là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác thánh đế tập diệt đạo. Thánh đế tập diệt đạo tức là vô sanh diệt tức là thánh đế tập diệt đạo. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là thánh đế khổ nhập bất nhị pháp số không dối, thánh đế tập diệt đạo nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử vô minh chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác vô minh tức là vô sanh diệt tức là vô minh. Hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ ưu não chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não tức là vô sanh diệt tức là hành cho đến lão tử sầu than khổ ưu não. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là vô minh nhập bất nhị pháp số không dối, hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử cái không nội chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác cái không nội tức là vô sanh diệt tức là cái không nội. Cái không ngoại, cái không nội ngoại, cái không lớn, cái không thắng nghĩa, cái không hữu vi, cái không vô vi, cái không rốt ráo, cái không không biên giới, cái không tản mạn, cái không không đổi khác, cái không bản tánh, cái không tự tướng, cái không cộng tướng, cái không tất cả pháp, cái không chẳng thể nắm bắt được, cái không không tánh, cái không tự tánh, cái không không tánh tự tánh chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh tức là vô sanh diệt tức là cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là cái không nội nhập bất nhị pháp số không dối, cái không ngoại cho đến cái không không tánh tự tánh nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử bố thí ba la mật đa chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác bố thí ba la mật đa. Bố thí ba la mật đa tức là vô sanh diệt tức là bố thí ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa tức là vô sanh diệt tức là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là bố thí ba la mật đa nhập bất nhị pháp số không dối, tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử bốn tịnh lự chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác bốn tịnh lự tức là vô sanh diệt tức là bốn tịnh lự. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Bốn vô lượng, bốn định vô sắc tức là vô sanh diệt tức là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Xá lợi tử do duyên cớ này nên tôi nói là bốn tịnh lự nhập bất nhị pháp số không dối, bốn vô lượng, bốn định vô sắc nhập bất nhị pháp số không dối. Xá lợi tử tám giải thoát chẳng khác vô sanh diệt chẳng khác tám giải thoát. Tám giải thoát tức là vô sanh diệt tức là tám giải thoát. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ chẳng khác vô sanh diệt. Vô sanh diệt chẳng khác tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ tức là vô sanh diệt. Vô sanh diệt tức là tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là tám giải thoát nhập bất nhị, pháp số không rối. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, 10 biến xứ nhập bất nhị, pháp số không rối. Xá lợi tử, bốn niệm trụ chẳng khác vô sanh diệt. Vô sanh diệt chẳng khác bốn niệm trụ. Bốn niệm trụ tức là vô sanh diệt. Vô sanh diệt tức là bốn niệm trụ. Bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo chẳng khác vô sanh diệt. Vô sanh diệt chẳng khác bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo tức là vô sanh diệt. Vô sanh diệt tức là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo. Xá lợi tử, do duyên cớ này nên tôi nói là